Ok, xin chào các bạn, dí sốc fan yêu quý của Belo Lê Hê Tổ. Và dòng dí sốc DW506 luôn là một dòng dí sốc và bán chạy nhất tại Belo Lê Hê Tổ. Và trong video clip ngày hôm nay thì Belo xin hướng dẫn sử dụng tất cả các cái tính năng được cài đặt sẵn trên những chiếc đồng hồ dí sốc DW506 với modul máy là 3229. Và các bạn có thể sử dụng cái video clip này để chúng ta có thể biết cách sử dụng cho toàn bộ những cái phiên bản màu khác của dòng DW506 nha. Chúng ta có thể sử dụng cho DW506BB, BBN hay là HR hay là MS, tất cả nó đều sử dụng chung cái module máy 3229. Thì để giúp cho các bạn G-Shock fan có thể tiện tham khảo cái dòng DW506 hơn thì mình cũng có để cái phần tham khảo giá sale của DW506 ở đường link ở phần dưới phần mô tả nha. Các bạn có thể click vào đó để các bạn tham khảo giá sale. Mình cũng sẽ để cái phần mục lục ở phần dưới phần mô tả này. Các bạn có thể click vào từng mốc thời gian đó để các bạn có thể xem nhanh từng phần video clip này tương ứng với từng chức năng của DW506. Và đầu tiên thì trên màn hình các bạn đang là chiếc DW506E. Chúng ta sẽ có một cái phiên bản DW506 màu cơ bản, màu huyền thoại của DW506. Và chúng ta sẽ có một số các thông tin như này này. Chúng ta sẽ có logo G-Shock Protection, G-Shock với khả năng chống va đập này. Chúng ta sẽ có Casio, logo Casio tập đoàn mẹ của Casio G-Shock, Illuminator đèn LED này, Water 200m Resist, nó là chống nước ở mức 200m, giúp cho các bạn thoải mái đi bơi, đi biển và thậm chí chúng ta đi lặn để bình dưỡng khí, không vấn đề gì cả. Và G-Shock DW506E của chúng ta sẽ gồm có 4 nút Adjust Mode Light, Light on off, start stop, 4 nút này. Thì một lát nữa mình sẽ giải thích cho các bạn chức năng của 4 nút này. Tiếp tục chúng ta sẽ có Electro Lumisen Backlight, tức là cái đèn LED sáng toàn màn hình, rất là hay ho. Chúng ta sẽ có Alarm Chrono, tức là gì? Chúng ta sẽ có báo thức và bấm giờ thể thao đi kèm với cả cái cấu trúc vỏ rỗng tạo nên cái khả năng shock resist, chống va đập vô cùng là tuyệt vời của đồng hồ G-Shock. Cái thông số được hiển thị trên màn hình thì nó sẽ có ý nghĩa như sau. Chúng ta sẽ có Tuesday này, thứ này, 6 này, này là tháng này, 21 này là ngày, 21 tháng 6 thứ 3. Ok, chúng ta sẽ có giờ số này, 18, 20, 27 giờ, phút và giây, rất là đơn giản rồi. Chúng ta sẽ còn một cái ô định dạng giờ nữa là 24 giờ. Và nếu mà các bạn để định dạng giờ 12 giờ thì nó sẽ có phần PM ở bên cạnh cái 24 giờ này. Ok, và ở đây thì có một cái biểu tượng này. Thì có rất là nhiều các bạn là G-Shock fan của Belo có hỏi về cái biểu tượng này. Thì nó chính là cái biểu tượng của cái đèn flash được cài đặt trên DW506. Và các bạn có thể bật tắt cái đèn flash này bằng cách giữ nút light on off này. Ok, chúng ta giữ nút light on off này trong khoảng 3 giây thì đồng hồ chúng ta nó sẽ được bật hoặc là tắt đèn flash này đi. Và cái đèn flash này thì nó có tác dụng gì? Đèn flash này nó có tác dụng thông báo cho các bạn khi mà các bạn đã đến giờ báo thức, hoặc là các bạn kết thúc cái bấm giờ đếm ngược thì nó sẽ nhấp nháy sáng cái màn hình lên, rất là hay. Và các bạn hoàn toàn có thể để thêm cái chức năng này để chúng ta sử dụng DW506 một cách tiện dụng hơn và đẹp đẽ hơn. Ok, và đồng hồ nó sẽ có 4 nút này, Adjust Mode Light và Light On Off Start Stop. Thì cái nút Adjust là nút truy cập, Mode là để chuyển Light này, ngoài cái khả năng bật đèn này thì chúng ta sẽ còn để chuyển cái định dạng giờ. Hoặc là Light On Off này thì ngoài cái chức năng là bật tắt cái đèn flash, chúng ta sẽ còn có start stop, bấm giờ thể thao và cái phần tăng các cái phần thông số khi mà chúng ta chỉnh giờ. Ok, và chúng ta sẽ tiến hành vào chỉnh giờ nha. Chúng ta sẽ ấn nút adjust này để truy cập vào chỉnh giờ. Và các bạn sẽ thấy là mình ấn nút adjust một lần thì đồng hồ nó đã lập tức truy cập vào cái chế độ chỉnh giờ rồi. Do đó thì Casio họ sẽ cần làm cái nút adjust này nó thụt vào so với cả 3 nút còn lại để tránh cho trường hợp các bạn chẳng may các bạn ấn nhầm trong quá trình sử dụng. Ok, và nhiều các bạn cũng thắc mắc là tại sao có một nút này nó thụt vào thì có phải là lỗi hay không. Thì xin thưa các bạn, đấy không phải là lỗi, là do nó thiết kế như vậy. Tại vì chúng ta ấn nút adjust một lần là truy cập vào chế độ chỉnh giờ luôn. Do đó là Casio họ cần phải làm thụt vào để tránh cho chúng ta bấm nhầm. Đơn giản như vậy thôi. Rồi, tiếp tục thì cái thông số đầu tiên chúng ta có thể chỉnh được là giây này. Rất là đơn giản, chúng ta sẽ dùng nút light on off này để chúng ta điều chỉnh giây nha. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ có nút light này để chúng ta điều chỉnh định dạng giờ này. Chúng ta có thể định dạng giờ 12 giờ và khi 12 giờ thì giờ chiều nó sẽ có thêm OPM. Và thông thường thì khi mà các bạn đặt mua online thì Belo sẽ chỉnh về định dạng 24 giờ để giúp cho các bạn tránh nhầm lẫn giữa giờ sáng và giờ chiều. Ở đây chúng ta ấn nút mode tiếp này để chúng ta chuyển sang các cái thông số khác. Như ở đây sẽ là thông số về giờ này, thì chúng ta cũng sẽ dùng nút light on off này để chúng ta tăng lên, và nó chỉ có tăng theo một chiều thôi. Nhưng mà nó cũng rất là dễ dàng, khi mà các bạn giữ nút light on off thì đồng hồ nó sẽ tăng liên tục, nó sẽ giúp cho các bạn chỉnh một cách rất là dễ dàng. Ví dụ như bây giờ đang là 11 giờ 18 phút
tại Belo Lê Hải Tổ thì mình sẽ chỉnh đúng theo cái thời gian mà mình thực hiện video clip này nha. Chúng ta sẽ chỉnh về 11 giờ này. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ dùng nút mode để chuyển ra thông số khác. Đây là thông số phút. Thì bây giờ là 18 phút và mình sẽ giữ nút live on off này để cho nó trôi nhanh. 18 phút, rồi, chính xác rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ấn nút mode tiếp để chúng ta chỉnh đến thông số ở đây là thông số V5. Rồi, chúng ta lại giữ nút live on off và hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2020. Thì chúng ta giữ nút live on off để đồng hồ nó chạy nhanh này. Và gần đến mốc 20 thì chúng ta sẽ thả nó ra và chúng ta ấn từng nấc một để tránh bị trôi. Rồi, tiếp tục chúng ta chỉnh đến cái tháng. Rồi, chúng ta tháng 4 này. 16 tháng 4. Hôm nay là ngày 16 tháng 4. Vâng, và chính xác rồi. Và như vậy thì các bạn vừa chỉnh xong hết tất cả các thông số ở trong cái chế độ chỉnh giờ của DW506E. Rất là đơn giản và nhanh chóng thôi, phải không các bạn? Các bạn xác nhận bằng nút Adjust này là lập tức là chúng ta đã xác nhận những cái thông tin mà chúng ta vừa chỉnh. Và khi mà các bạn chỉnh đúng cái ngày tháng năm thì cái thứ này nó sẽ tự động nhận diện chính xác. Và hôm nay là thứ năm, Thursday, viết tắt là TH. Tiếp tục thì chúng ta sẽ dùng nút mode này để chúng ta chuyển sang các cái chế độ khác. Và đây là chế độ AL, chế độ Alarm, chế độ báo thức của chúng ta. Và Z-Shop DW506E cho chúng ta 1 giờ báo thức. Các bạn chỉnh giờ báo thức bằng cách ấn nút Adjust này và để các bạn truy cập vào chế độ chỉnh giờ báo thức. Các bạn thấy không ạ? Adjust để truy cập, mode là để chuyển, live là để tăng và live on off để giảm. Các bạn cứ nhớ cái câu thần chú như vậy là các bạn đã chỉnh các chức năng của DW506 cũng như là các mẫu đồng hồ Z-Shop khác rất là dễ dàng. Rồi, ở đây thì chúng ta có thể sử dụng nút live on off này để chúng ta tăng cái thông số này lên này. Và nó cũng chỉ tăng được một chiều thôi. Cũng như là các bạn giữ này để các bạn đến các mốc thời gian các bạn mong muốn. Và đây ví dụ như chúng ta đặt vào 7 giờ sáng này, 7 giờ 30 phút sáng đi, thì chúng ta dùng nút mode để chuyển sang thông số phút. Và chúng ta lại dùng nút live on off để chúng ta chỉnh cái tăng cái thông số. Và nếu mà chỉnh quá thì các bạn lại giữ nha, thì nó chạy hết một vòng thì nó sẽ quay lại. Rồi, chỉnh xong thì các bạn ấn nút Adjust một lần nữa để chúng ta xác nhận cái giờ báo thức mà chúng ta vừa chỉnh. Và khi mà các bạn để định dạng 24 giờ thì gần như là các bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng là chúng ta đặt nhầm giữa giờ sáng và giờ chiều. Và khi mà các bạn truy cập vào chế độ chỉnh giờ báo thức thì đồng hồ nó sẽ tự động có cái biểu tượng này lên. Với cái biểu tượng này thì nó thông báo cho các bạn là các bạn đã bật một cái báo thức nào đó. Và các bạn có ở trong cái phần báo thức này thì chúng ta có hai cái loại báo thức. Tất cả ở đây chúng ta có một cái biểu tượng chuông này, nó là cái âm báo tròn giờ. Thì cứ đồng hồ nó cứ tròn giờ 1:00, 2:00 thì nó sẽ kêu píp píp lên. Và nếu mà các bạn cảm thấy khó chịu về tiếng kêu píp píp đó thì các bạn hãy truy cập vào báo thức và các bạn ấn nút like on off này để các bạn bật tắt nó đi nha. Chúng ta đây, như biểu tượng này là chúng ta đang bật báo thức này, biểu tượng này là chúng ta đang bật âm báo tròn giờ này, biểu tượng này là chúng ta vừa bật báo thức vừa bật âm báo tròn giờ này. Và ấn thêm lần nữa thì chúng ta sẽ tắt tất cả đi. Rồi, cực kỳ là dễ dàng và đơn giản, đúng không các bạn? Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển đến cái chế độ Countdown Timer. Các bạn nhớ nha, các bạn sẽ dùng nút mode này để các bạn chuyển đến các chế độ khác nhau. Và chúng ta ở đây chúng ta sẽ có cái bấm giờ đếm ngược này. Chúng ta sẽ Start Stop ở nút Light On Off nha. Start này, Stop này, Reset này, ở nút Adjust. Rất là dễ dàng thôi. Và các bạn hoàn toàn có thể chỉnh được cái bấm giờ đếm ngược. Và ở đây chúng ta chuyển này bằng nút mode này, chúng ta có thể chuyển đến từng giây này và chúng ta tăng cái phần giây này lên. Ví dụ mình sẽ tăng nó lên là 10 giây đi để mình test cho các bạn cái đèn flash nha. Chúng ta sẽ xác nhận này cái thời gian đếm ngược này và sau đó là các bạn bấm này. Rồi, chúng ta sẽ thấy là khi mà nó kết thúc 10 giây thì đồng hồ nó sẽ nhấp nháy đó. Song song với tiếng kêu píp 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 báo thức của đồng hồ thì chúng ta sẽ còn có cái màn hình nhấp nháy. Chúng ta ấn nút live on off một lần nữa thì đồng hồ nó sẽ tắt các âm báo cũng như là cái đèn flash đi. Và chúng ta có một cái chế độ nữa cũng khá là hay ho, đó là khi mà chúng ta truy cập vào cái chế độ chỉnh giờ đếm ngược thì chúng ta ấn thêm nút live này, kích hoạt cái auto reset lại cái bấm giờ đếm ngược. Auto reset lại nó như nào thì ví dụ như là các bạn kích hoạt cái auto này lên này và sau đó các bạn bấm giờ đếm ngược này thì cứ khi mà nó kết thúc 10 giây đếm ngược chẳng hạn đó thì nó sẽ lại quay trở lại từ đầu. Ok, các bạn sẽ nhìn nào. Rồi,
Nó sẽ báo thức một lần thôi, nó không báo thức nhiều như lúc nãy mình cho các bạn xem nữa, và nó chỉ báo thức một lần thôi, và nó nhấp nháy đèn màn hình một lần thôi, rồi sau đó lại quay trở lại. Đó, nó liên tục nó reset lại cái bấm giờ đếm ngược như vậy. Rất là hay ho và tiện lợi phải không các bạn? Và mình tin chắc là rất nhiều các bạn sử dụng DW năng bàn 6E rất là lâu rồi, nhưng mà các bạn có thể là các bạn không để ý và các bạn không biết đến cái chức năng này. Ok, chúng ta sẽ có cái đèn flash này, thì qua cái bấm giờ đếm ngược này thì các bạn cũng đã hiểu rồi phải không ạ? Và cái âm báo thức của đồng hồ Casio G-Shock thì nó sẽ kêu như là cái bấm giờ đếm ngược nha. Nó cũng khá là to để giúp cho báo thức cho các bạn một cách chính xác. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ chuyển đến các cái chế độ khác. Chúng ta sẽ còn có stopwatch, nó là bấm giờ thể thao. Và DW năng bàn 6E cho chúng ta cái kết quả bấm giờ thể thao chính xác đến phần trăm giây. Stop này, reset này, split này, stop này. Rồi, các bạn thấy là cái chế độ split này nó có tác dụng gì đối với các bạn? Thì ví dụ như là các bạn bấm bình thường thì các bạn bấm sử dụng cái bấm giờ thể thao như thông thường này, đúng không ạ? Và các bạn có thể đo một quãng thời gian bình thường thôi, không có gì thay đổi cả. Nhưng mà khi mà các bạn chạy hai người chẳng hạn, các bạn muốn so sánh thành tích của hai người thì chúng ta có thể sử dụng cái chức năng split của G-Shock DW năng bàn 6. Ví dụ là cả hai bạn bắt đầu chạy này. Rồi, cả hai bạn bắt đầu chạy, sau đó là bạn thứ nhất về đích, thì thay vì các bạn ấn nút line on off này để stop nó lại luôn, thì các bạn ấn nút adjust này để ghi nhận cái khoảng thời gian mà người thứ nhất về đích. Xong rồi tiếp tục là người thứ hai về đích thì các bạn ấn nút line on off một lần nữa. Đó, nút stop. Ok, và sau đó là chúng ta có kết quả của người thứ nhất về đích này. Chúng ta ấn nút adjust một lần nữa thì chúng ta có kết quả của người thứ hai về đích này. Và chúng ta ấn nút adjust một lần nữa thì chúng ta sẽ reset toàn bộ lại. Ok, rất là hay ho và đơn giản phải không các bạn? Và đó cũng là cái chức năng cuối cùng được cài đặt trên chiếc DW năng bàn 6E mà mình hướng dẫn sử dụng cho các bạn. Quá là đơn giản và nhanh chóng phải không các bạn? Và nếu mà các bạn có bất kỳ một cái câu hỏi, một cái thắc mắc gì, hoặc là các bạn ấn tượng nhất với cả cái tính năng nào trên chiếc DW năng bàn 6E, thì các bạn hãy comment cho mình biết tại phần bình luận của video clip này nha. Các bạn hãy comment ủng hộ cho Belo ở phần dưới phần bình luận này nha. Và các bạn lưu ý thì ở phần dưới phần bình luận này, Belo cũng có để đầy đủ cái link giá sale của toàn bộ các dòng sản phẩm DW năng bàn 6E, cũng như là mục lục có các cái mốc thời gian để giúp cho các bạn có thể xem nhanh từng phần của clip này. Chúng ta sẽ gồm có 4 chức năng chính, đó là xem giờ, báo thức, bấm giờ đếm ngược, bấm giờ thể thao. Ok, rất là đơn giản như vậy thôi. Adjust để truy cập, mode để chuyển, light để bật đèn, light on off là để tăng các cái thông số khi mà các bạn tùy chỉnh. Các bạn bật đèn ở nút light này nha. Ok, và các bạn giữ nút light thì đèn nó sẽ sáng liên tục. Rất rất là đơn giản như vậy thôi. Ok, và các bạn có bất kỳ một cái khó khăn gì, các bạn hãy liên hệ trực tiếp với Belo để Belo có thể hỗ trợ thêm các bạn. Ok, và rất là mong một video clip nhanh này đã giúp cho các bạn sử dụng DW năng bàn 6E. Chúng ta giải đáp được tất cả những cái chức năng liên quan đến module 3229 của dòng DW năng bàn 6E. Ok, và rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn, và xin chào và hẹn gặp lại.